What are you doing, honey? I'm checking the houses for rent. I told the owner I will change the house. End of October. No, end of September, next month. So I need to find a house. Easy to find? Yes. There are houses, but small. Small how? I mean, 45 meters. And also expensive. Like 3,500 to 4,000, including all. How many bedroom? Same, living room, bedroom, kitchen, toilet. Only one bedroom? Yes. But the price, how much? I think it's the same size, just the apartment look new. Let me check, I'm checking more. Here it's expensive, right? So I need to find something. How much? 4,000. 24 triệu. Yes. 24 triệu Việt Nam đồng hả? Now this one? This one? If two bedroom, how much honey? Two bedroom. You mean three rooms? Yeah, bedroom different. Three rooms, 4,500 starting. Huh? 4,500. 4,500 start, huh? Yes. No, 30 triệu. Start room 30 triệu. Now it's very expensive. Let me check. High cost for rent a house. Yes, because the, it's getting expensive everywhere. I think Vietnam also the same. Vietnam rent a house also expensive, almost. Renting the house expense is not a problem, but you see they keep the sofa there in bedroom. That's crazy. Check more. Hope we can find a good house. Yes, I have scheduled some appointment next month. Sorry, next week. Next week. Yes, we'll go and check. What are the expectation for a house? Normal house. Same size. Looking new with balcony. Balcony, huh? Yes, I don't care the location. Chồng Dương đang tìm nhà cả nhà. Đang hai vợ chồng định đổi nhà. Đổi cái nhà mình thuê á. Cái nhà này thuê cũng tốt lắm, giá cả ok cả nhà. Nhưng mà không có ban công. Chồng Dương nói định kiếm một cái nhà nào có ban công. Nhưng mà giá cả bên ngoài thị trường bây giờ cũng cao quá cả nhà ha. Giá cả mà muốn tìm được cái nhà ưng ý ảnh nói cũng khó cao. Mình đổi nhà là mình phải trả tiền thêm là một. Mà cái thứ hai nữa, cái mét vuông của cái nhà có thể nhỏ hơn cái nhà Dương đang ở nữa. Cái nhà Dương đang ở này là tính ra mét vuông là 49 mét vuông. Là một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Còn bây giờ mà đổi nhà là giá mắc hơn. Ví dụ nhà Dương đang thuê này có 21 triệu một tháng. Mà nếu bây giờ Dương đổi nhà khác là cũng có mét vuông nhỏ hơn. Ý là số phòng nó giống như một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Nhưng mà cái giá nó tới 24 triệu đổ lên. Ít nhất gì cũng phải 24 triệu. Mà mét là nhỏ hơn nha, đang ở 49 mét. Nếu mà đổi nhà khác là còn có 43, 44, 45 mét. Nhưng mà nếu mà mấy cái nhà đó thì có nhà sẽ có ban công. Ví dụ như là nó nhỏ nhưng mà nó có ban công. Có thể là đúng cái ý thích của ảnh. Ảnh đang thích cái nhà có ban công. Còn nếu mà mình muốn thuê cái nhà mà để thoải mái hai phòng ngủ á, hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, nghĩa là thêm một phòng ngủ nữa đó cho thoải mái, có mẹ chồng nhưng đồ nè. Nhưng mà hai phòng ngủ thì giá cả cao nữa cả nhà. Ví dụ như hai phòng ngủ là cũng phải 30 triệu á, tiền Việt mình đó nha, là nếu mà hai phòng ngủ từ 30 triệu đổ lên. 30 triệu đổ lên tùy vào cái nhà đó nó nhỏ lớn với lại nội thất nó làm sao á. Cũng không biết là giờ tìm nhà làm sao nữa. Anh nói là anh báo với chủ nhà là định là hết tháng
thường này trả nhà, mà bây giờ đang lay quay đi tìm tìm coi có cái nhà nào ưng ý không để đổi. Mục đích là ảnh muốn có ban công, tại vì có ban công thì lúc mà mùa hè đồ nè, mùa hè khoảng 5-6 tháng mùa xuân hè á, có ban công cái mình ngồi ban công đồ cho nó thoải mái. Mà Dương thấy tìm nhà vất vả quá cả nhà ơi. Thích thì thích ban công đó, nhưng mà sao thấy vất vả quá. Tại vì thứ nhất là đổi nhà thì diện tích nó nhỏ hơn mà giá lại cao hơn. Diện tích nhỏ hơn giá lại cao hơn, đó là một thứ, một cái là mình thấy nó cũng phải đắn đo nữa. Không biết là có nên đổi không á cả nhà. Nhưng thấy quá trình đổi vừa mắc tiền hơn mà lại vừa số mét mình ở đây là nhỏ hơn, rồi mình phải chịu chi thêm tiền á, thì mình mới có cái số mét nó bằng bằng nhưng mà phải thêm tiền nhiều hơn, thì với mục đích có ban công thì mới được. Nhưng mà Dương lại thích cái nhà đang ở này nè cả nhà, cái khu mà đang ở đó, nó thoải mái, nó thoải mái cái chỗ là cái khuôn viên xung quanh nhà người ta chừa đất trống nhiều rộng lắm. Còn mấy cái khu khác thì Dương đi chơi nhiều, Dương thấy là cũng có khuôn viên cũng rộng nhưng mà không bằng như ở đây, nó rộng kiểu phải cái động độ rộng của nó chắc giảm phân nửa luôn á, nhưng mà cũng không khuôn viên cũng thoải mái. Nhưng mà để mà rộng rãi như khu này thì khó, giống như mấy nhà kia thì nó gần mặt đường á, mặt đường nó sẽ ồn, xe hơi đồ chạy á, tiếng ồn nó nhiều. Mình cũng thấy mình cũng không thích nghe tiếng xe hơi ồn nhiều. Rồi khuôn viên xung quanh cây cối đồ nó sẽ thu nhỏ cái diện tích hơn. Còn ở đây rất là rộng luôn, xung quanh cây xanh công viên đồ rộng dữ lắm. Dương thích cái khu này nè. Mấy khu kia thì cũng có khuôn viên nhưng mà nó không bằng, nó sẽ không rộng rãi như ở đây. Nhưng mà cái mục đích của mình muốn đổi để có công viên đồ. Ủa lộn, có ban công đồ. Hả? Cô Trang chào cô chú đi. Cô xin chào cô chú. Xin chào cô chú. Dạ, đánh đi. Dạ. Tâm sự với cô chú. Mẹ Dương với lại ba định kiếm cái nhà đổi mà thấy vất vả quá, để xem coi chồng Dương tìm hiểu coi làm sao cả nhà, rồi có gì Dương cho cả nhà mình biết thông tin thêm nha. Mẹ chồng Dương đang đọc kinh nè, mấy ngày đi chơi không có thời gian thư thái để đọc kinh nhiều, về nhà có thời gian mẹ đọc kinh là mỗi buổi sáng luôn. Hôm nay là thu năm. Cùng thì nên là vẫn còn được nghỉ phép á. Chồng của Dương ảnh nấu ăn nè, anh không có làm việc á, đang nghỉ phép thêm mấy bữa nữa. Không có làm việc, phải cúng. Cái nồi này để luộc gạo cho gạo mình nó thơm ngon nè. Vỏ lá nguyệt quế, tiêu hột, quế cây, hoa hồi. Cái này là ảnh bắt chảo dầu lên, bỏ tiêu hột, quế cây, hoa hồi, cardamom, thảo quả. Rồi bỏ củ hành tây vô. Saffron. From Kashmir. Great smell. And put in hot water. This one you can drink with tea, coffee. Warm water, not yes. Warm. It's warm or hot, it's fine. Same like tea leaf. It's just a flower. I would take 10 pieces. So this one, these are the flower petals. Saffron flower. Yes, so I'll take this for biryani. Now wait for some time, then it will be yellow color. Nó cả nhà anh bỏ saffron vô,
ngâm để mình nấu ăn. Cái sáp rong này là của Ấn Độ, ở Kashmir. Kashmir là cái vùng núi mà Himalaya đó cả nhà. Nhưng mà cả nhà có ai biết dãy núi Himalaya đó, là cái Kashmir này nó nằm ở khu vực đó đó. Cái khu vực Kashmir ở Ấn Độ á, nó là người ta hay gọi là thiên đường á. Nó gọi là cái khu vực mà thiên đường, nó nằm trong top đẹp đẹp nhất thế giới đó cả nhà. Về cảnh quan thiên nhiên á, đó là núi, là thung lũng á, rất là đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Màu color à, màu đẹp. À, tự nhiên, tự nhiên. Anh chồng Dương ý anh nói cái màu đẹp tự nhiên đó. Natural, tự nhiên, màu đẹp. Pregnant in the day will ring saffron. Ở bên Ấn ha cả nhà, là người ta có bầu á, là người ta sẽ ưu tiên uống cái saffron này nè. Là uống cái saffron này để cho khỏe, để cho mình giảm stress, dễ ngủ, rồi đẹp da. Quan trọng á là người Ấn á, người ta nói cái saffron này nè, nó có cái chất làm đẹp á, cho nên em bé nó sẽ đẹp hơn, trắng trẻo hơn. Y như kiểu Việt Nam mình hay nói có bầu thì uống nước cam cho em bé nó sạch, nó trắng á. Thì bên Ấn là không có phải là uống nước cam, mà bên Ấn là uống saffron. Uống saffron là em bé trắng trẻo, sạch sẽ, đẹp đó cả nhà. This one is so colorful and then so yellow, smelly, great smell. Before when I live in Vietnam, I sell some saffron before to my friends. Maybe I plan to sell again on Facebook. Anh nói là lúc ảnh ở Việt Nam á, ảnh cũng lấy cái saffron Ấn Độ ảnh bán cho đồng nghiệp ảnh đồ á cả nhà. Giới thiệu cho đồng nghiệp ảnh mua rồi đó. Cái bây giờ chuyển qua Ba Lan rồi. Ảnh dự định là ảnh sẽ bán cái saffron lại nè cả nhà. Với cả nhà có ủng hộ gia đình Dương bán saffron không? Trên thị trường thì rất là nhiều người bán saffron rồi. Nhưng mà gia đình Dương cũng muốn bán một cái món hàng mà nó tốt, nó khỏe đến cho cả nhà của mình. Cho nên là gia đình Dương cũng đang dự định là sẽ bán cái saffron ở Kashmir. Ở Kashmir, Ấn Độ cho cả nhà mình thử. Thì Dương cũng mong muốn là mang đến những cái sản phẩm chất lượng mà nó premium nhất để cho cả nhà mình sử dụng khỏe. Yes, I also sold it to my some Polish friends already. Maybe I will send it to Vietnam again. Anyone can buy. Cả nhà, anh chồng như anh nói là anh cũng bán cho mấy người đồng nghiệp bên Ba Lan rồi. Hiện tại anh đang muốn là bán cho bên Việt Nam mình lại nữa. Anh hỏi mọi người có ủng hộ ảnh không? Cả nhà ơi, có ủng hộ anh chồng Dương bán saffron không? Nhà Dương cũng mong muốn bán một cái sản phẩm tốt cho cả nhà mình dùng. Với lại cái mong muốn là chỉ muốn mọi người chăm sóc sức khỏe, rồi mang cái sản phẩm mà tâm huyết của hai vợ chồng Dương đến cho cả nhà mình dùng. Tại vì Dương quan niệm Dương bán hàng không phải là chỉ vì lợi nhuận mà cái gì mình cũng bán. Đối với Dương là Dương muốn là bán cái gì đó mà mình biết, mình thật sự hiểu về nó và nó thật sự là tự nhiên, tốt cho sức khỏe, hàng organic thì Dương mới bán. Hôm nay giới thiệu sơ sơ cho cả nhà mình để xem ý kiến cả nhà mình có ủng hộ hai vợ chồng Dương không. Dương mà nhận được sự ủng hộ của cả nhà rất là vui luôn. Chồng của Dương ảnh cũng vui luôn.
sáng giờ uống hồ mua saffron không? Nóng. Nóng. Hôm nay thời tiết hơi nóng, đang nấu ăn mà chảy mồ hôi hết trơn luôn rồi cả nhà. Rất là non. I'll also make some videos later about what you can use with saffron, what foods you can make. Nấu ăn mà nhễ nhại hết trơn à. Luộc gạo. Bỏ muối, bỏ bột nghệ rồi vô. Rồi bỏ bột ớt nè. Lát cái bỏ thịt gà vô. Xào cho nó thấm gia vị. Rồi đổ nước vô xăm sắc cái mình cho gà nó chín xong là bỏ gạo vô. Đậy nắp lấy hơi. Món này nhà Dương nấu hoài à. Nấu hoài cái món biryani à. Cả nhà mình có muốn học hỏi cái cách nấu biryani có thể xem lại mấy cái video trước Dương hướng dẫn kỹ hơn á. Còn video này Dương cũng quay anh chồng Dương nấu biryani. Nhưng mà nhiều khi nó không có được kỹ từng cái thành phần cho cả nhà. Tại Dương quay nhiều rồi. Cả nhà cũng nhàm chán á. Nóng quá trời luôn cả nhà ơi. Nóng quá trời nóng à. Ở đây với anh chồng Dương nè ha. Xin lỗi mọi người, quen miệng cái cứ hay gọi là anh chồng Dương. Cả nhà nhắc mình mà quên hoài à. Dạ chồng Dương. Tại vì cả nhà nói rất là đúng luôn, nghe anh chồng cái tưởng tượng là Dương có anh chồng nữa à, chồng của Dương á. Mà tại Dương hay nha, kêu bằng anh cái quen miệng. Để sửa từ từ cả nhà. Bây giờ nhớ rồi, sửa từ từ. Đây cái saffron hồi nãy anh chồng của Dương ảnh ngâm đó cả nhà. Bây giờ nó ra cái màu vàng ươm tự nhiên đẹp, rất là đẹp mà thơm lắm luôn nha. Bây giờ cơm chín rồi, cái ảnh đổ cái nước saffron này lên để mà mình vừa ăn có cái vị tự nhiên màu vàng tươi của saffron á, tốt sức khỏe lắm. Anh Vy đang ăn sáng mà nghe người ta gọi đi gọi để nhận đồ á, chạy ra lịch phịch đi theo ba lấy đồ. Cái miệng còn dính sữa vòng vòng. Sáng Dương cho nó ăn ngũ cốc á, yến mạch á. Ơi bữa nay có ớt đỏ rồi kìa. Thấy có mấy trái ớt đỏ kìa. Dương thích ăn ớt đỏ. Honey order banana hả? Chồng Dương ảnh border ở gì ảnh đặt qua cái chuối mà sao bữa nay đen thui trời. Soft hả anh em? Not ha. Người Ấn người ta nấu chuối xào ăn á cả nhà. Chuối mà chưa có chín á nha, chuối sống á là đem đi xào với gia vị ăn á. Thinking hả? Nên đi thinking hả con? Quần nguyên sao mà chồng Dương đi về đặt quá trời đồ nè để chuẩn bị tích trữ đừng ăn. Hôm bữa trước khi đi là lo ăn uống dọn dẹp bớt cái tủ đồ, bây giờ về phải bổ sung vô tủ lại. Pink, pink con, pink, pink. Gạo ha, gạo. Gạo. Gạo Ấn không dẻo nhưng mà ngon theo cái kiểu không dẻo á cả nhà. Là nó xốp, nó mềm, không có cứng, không có khô. Nấu ra cái hạt gạo nó xốp, nó tơi lắm. Ăn nó xốp vậy lắm. Monica. Ở nhà mình có ai ăn cái cọng này không? Cái cọng này là cái của cái cây cái lá gì tự nhiên con Dương quên thôi. Tự nhiên quên tên rồi cả nhà.
Bởi vì ở đây cái nói chuyện tiếng Anh với anh chồng Dương biết, chứ không ai nói tiếng Việt với, là quên luôn rồi. Cái lá gì trời ơi, quên mất tiêu rồi, cái lá gì bổ lắm. Mà người Việt mình cũng ít ăn nha, ít có ai ăn. Cũng có người ăn nhưng mà ít người ăn thường á. Bên Ấn người ta thích ăn cái cây này nè. Lụm đưa cho bà nó nè. Dương nhớ lại cái tên này cái gì rồi cả nhà. Cái này là chùm ngay á. Cái này là cái cọng chùm ngay. Còn Việt Nam mình thì ăn lá chùm ngay. Bên Ấn người ta ăn cái cọng nha. Rất thích ăn cái cọng chùm ngay này luôn. Người ta nói cái món này là cái món bổ dưỡng đó. Hiện tại đang chớm mùa thu. Chớm mùa thu lá nó rụng xuống như vậy nè cả nhà. Nhưng mà cây nó vẫn chưa có chuyển màu nha. Chỉ là nó rụng một số thôi. Cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Dương xin tạm dừng video tại đây nha.